rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh Tin Tức Sau Việt ngày hôm nay. Và đang tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Lê Phương đưa con trai cưng đi bắt cá hái rau vườn ở quê nhà Trà Vinh. Nữ diễn viên và ông xã luôn tranh thủ thời gian cuối tuần để đưa cậu con trai đi chơi khắp nơi bù đắp những ngày trong tuần xa bé. Lê Phương được khán giả chú ý khi có nhiều vai diễn trên sóng truyền hình, hầu hết là những vai diễn với số phận nhân vật bi thương. Cô còn được công chúng quan tâm kể từ khi ly hôn với Quách Ngọc Ngoan, lên xe hoa với Trung Kiên và có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Giờ đây cô là mẹ của hai đứa trẻ, một trai và một gái. Lê Phương đưa cà pháo đi thăm ngoạn quê hương. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ những khung ảnh mà cô ghi lại khi hai vợ chồng về quê nhà Trà Vinh đưa con trai đi chơi cuối tuần. Vì bé ở với ông bà ngoại để đi học nên mỗi khi rảnh, Lê Phương và ông xã đều chạy đường xa về thăm con nhỏ. Cô tâm sự, Trà Vinh quê mẹ, chẳng có gì cho con, chỉ có chút vàng son là ký ức ruộng đồng, là lộ sông bắt cá, là bánh xèo bánh lá, là bần ổi dừa sim. Dù trời nóng nhưng Lê Phương không ngại đưa con đi chơi để bé có thêm nhiều trải nghiệm. Cậu bé hào hứng gấp lá để tạo nên cao cao. Hai cha con vui chơi chặt dừa sim và uống ngay tại chỗ. Cà pháo thích thú lội sinh để bắt cá giữa trời nắng. Đây không phải là trải nghiệm mà đứa trẻ nào cũng có được. Trung Kiên câu tôm để nấu cơm cho gia đình. Cậu bé không ngại lội sinh. Con trai cưng chơi mệt đến mức ngủ cả trên cây. Cả gia đình hào hứng bên nhau khi được trải nghiệm nhiều hoạt động ở vùng quê. Cà pháo thân thiết bên chồng sau của mẹ. Chồng trẻ của nữ diễn viên dành tình cảm đặc biệt cho con trai riêng. Nếu ai theo dõi hoạt động của cả gia đình sẽ có được câu trả lời liệu Trung Kiên có phân biệt đối xử với cà pháo hay không. Chính sự tử tế và lo lắng mà anh dành cho bé đã khiến trái tim cô rung động. Chọn đối phương làm chồng, làm người đồng hành trong tương lai. Khi trời đổ mưa, hai cha con đi bắt dế tạo nhiều kỷ niệm cho cậu bé. Trung Kiên và bé cà pháo vui vẻ bên nhau. Nhìn khung ảnh này, Lê Phương cảm thấy hạnh phúc hơn. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, nữ diễn viên luôn thể hiện được sự hạnh phúc khi chọn đúng người. Dù anh không giàu có hay nổi tiếng, nhưng cho Lê Phương cảm giác bình yên, làm chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ con.